Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Hôm nay một anh trai dắt theo một đứa trẻ rất nhỏ về đây để nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin tìm vợ. Nhưng đây một cái câu chuyện phải nói là rất nhức nhối trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua rất nhiều các gia đình cho thuê, cho mướn nhà trọ, mướn nhà nghỉ, thậm chí cho ở chung. Đến giờ phút này là một số những người đang ở chung người ta cướp vợ mình. Đây cũng y chang một cái trường hợp đó, là một cái anh chàng năm nay là khoảng ngoài 40 tuổi, anh ấy què mà về đây là thuê nhà của ông chủ bà chủ này ở. Cuối cùng trong thời gian ở chung dù gì mà cũng dụ vợ đi mất luôn. Anh trai về đây phải nói là rất buồn rầu, vẫn mong muốn là tha thứ cho vợ vì rằng vì rất thương con. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú chị và bạn tiếp tục theo dõi hết cái câu chuyện này để biết rõ nội dung câu chuyện này. Xin chào anh trai nhé. Anh cho biết anh tên gì? Tên Ngô Văn Ngọc. Ui giời ơi, lại Ngọc Ngọc ngàn ngàn thế này, tên hay vậy. Anh Ngọc nhiêu tuổi rồi? Xin chào tất cả các gia đình. Mình tên là Ngô Văn Ngọc, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1975. Hôm nay tôi có tình đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải nhờ nhà anh Hải và anh em giúp giùm để tìm vợ về cho con tôi, nó có mẹ. Thương vậy. Anh Ngọc á, anh năm nay là sinh năm 1975. Đúng. Năm nay 49 tuổi. 50. 49 anh ơi. Đúng tuổi là 49. Năm nay là anh, em thấy là năm nay anh bị cái hạn. Dạ. 49 mà. Năm nay anh còn cái hạn nữa. Ê, khổ. Anh Ngọc cho hỏi này. Anh và vợ ấy là đang làm công việc gì vợ đâu? Dạ vợ ở không. Ui giời, ôi anh làm công việc gì mà cho vợ ở không vậy? Em thì nói chung làm thợ hồ với lại làm sơn tường nhà đó. Ui giời, vất vả đấy anh ạ. Dạ. Vợ ở không nay 12 năm. Ui giời, ôi cha mẹ ơi, sao lại nuôi vợ ở không? Vợ có mập mạp không? Dạ. Được. Sao mình không cho vợ đi làm mà cho vợ không? Nói chung thì em làm em dư khả năng là để em lo cho vợ nên em mới để mình, vợ mình chiều vợ đúng không? Không phải là chiều, tại vì vợ thì ngày xưa nó đã vất vả nhiều rồi. Thương vợ nên hai vợ chồng hai bàn tay trắng làm nên nhà cửa đàng hoàng. Mình có nhà chưa? Đã có nhà riêng đàng hoàng. Ôi trời, vậy tốt quá rồi, chúc mừng anh nhá. Anh Ngọc cho hỏi này, vợ anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, vợ tên Vương Thị Linh. Phương Thị Linh sinh ngày 20 tháng 9 1981, 44 tuổi. 81 4, đúng là 43 anh ạ. Thôi cho 41 đi, à 44 đi. Dạ. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Vợ em ở quê quán ở Hà Nội. Ôi trời ơi, thủ đô luôn hả? Ở Hòa Bình, Hà Nội. À Hòa Bình. Ừ, Hòa Bình cách xa đấy. Gái Hòa Bình. Dạ. Vợ anh gặp anh ở đâu?
Dạ, vợ gặp ở ngoài Hà Nội luôn. Ui vậy anh ra đó gặp hả? Dạ. Anh nguyên quán gốc ở đâu? Dạ, gốc em ở Sài Gòn. Ui gốc thành phố luôn. Dạ, giờ nhà về Long An rồi. 481 ấp Thùng Qua 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Anh cho em hỏi này, vợ anh với anh ấy sống với nhau có hạnh phúc không? Nói chung mà trước lúc mà chưa gặp cái người mà dẫn vợ đi á. Ai dẫn nữa? Là cái người mướn nhà. Mướn nhà anh? Đúng rồi. Ôi thật chết thôi. Sao mình lại cho người ta mướn nhà không, mình? Không có. Có hai cái nhà. À mình có hai căn nhà? Đúng rồi. Ôi giời ơi, nhà lớn không anh? Nói chung thì bề ngang cũng nhỏ thôi, 5 mét. Mỗi 5 mét là to rồi. Dài không? Dài thì có mười mấy mét thôi. Như vậy nè. Thế mà mình dư mình cho mướn. Mình đang ngân mạng cho mướn hay là sao? Không, cho mướn nói chung là thì mình thấy ai khổ mình cho mướn, chỉ một tháng có 1 triệu thôi. Thế cái ông tướng nào, ông tướng kia có khổ không? Nói chung là không, cũng không biết gia đình nó là sao, nhưng mà bây giờ nó thấy mình thấy nó vậy thì mình mới cho nó mướn. Ôi giời, người ta tên gì? Dạ Nghiệp. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, Elibut chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Em không biết họ tên nhưng mà. Ô, mình trong bên nhà không biết họ tên. Em nó Nguyễn Văn Ràng hay Phan Văn Ràng gì đó. Ui Ràng, Ràng buộc à? Dạ đúng rồi. Ôi giời ơi. Đó em có gỡ thông tin qua. Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Ông cũng 44 tuổi bằng tuổi vợ. Bằng tuổi vợ. Đúng rồi. Ôi giời, hợp nhau rồi. Người ta mướn nhà mình ở lâu không? Dạ chỉ trong vòng 1 tháng, 2 tháng là nó. Anh cho mướn nhiêu tiền tháng? 1 triệu thôi. Ôi có triệu bạc mất vợ luôn. Ôi ông tướng kia, nhưng mà ông ấy đang ở đâu mà ông về mướn nhà anh? Dạ không biết nó thì nó. Nhưng mà sao người ta biết được, người ta tìm nhà anh mà người ta mướn? Người ta giới thiệu cho có nhà vậy đó, rồi giới thiệu vô. Thế là mình cho mướn luôn. Ông này nhìn có đẹp trai không? Dạ nói chung không. Ôi dạ. Đi hai chân hay đi một chân? Dạ đi chân cò thọt. Ôi giời, có chân dưới thôi. Ôi. Thế là ông tướng ông làm nghề gì? Dạ nói chung là lúc đó thì nó lại nó làm chồng đậu bắp, rồi mướn nhà mướn đất của bà mợ chồng đậu bắp. Mợ anh? Dạ đúng rồi. Mướn nhà mình, mướn nhà đất của bà mợ. Dạ đúng rồi. Ôi giời. Nó chồng đậu bắp xong rồi bà mợ có thu được thấy... đậu bắp không? À, không. Nó thấy nó vậy rồi bà mợ mới lấy đất lại, rồi nó mướn đất ở ngay sau. Thấy là vậy là thấy làm sao anh? Thấy nó như là nó không có được thành thật đó. Ồ, xào xào đúng không? Đúng rồi, rồi mà mợ lấy đất lại, rồi đi rồi ra sau nhà nó mướn miếng đất ở sau trồng cải. Ôi trời, thế là chồng có được thu hoạch không? Nói chung có thu hoạch nhưng mà bây giờ nó... Ông tướng ấy có vợ chưa? Dạ, nó có một vợ hai con mà nói chung nó đi phá hạnh phúc gia đình của người khác rất là nhiều. Ui sao anh biết? Dạ, nhà nó nói. Ai bảo? Nhà cho gia đình nó với lại bạn bè của nó. Ôi giời, người ta quê ở đâu? Dạ, người ta quê cũng Trà Vinh luôn. Ôi giời lại... ơi, thế vợ anh quê gốc ở đâu? À vợ anh quê hay ngoài tại Hòa Bình đúng không? Dạ đúng rồi. Không rồi, ông tướng này có đẹp trai đâu mà tại sao ông dụ giỏi vậy? Ông đi phá được, ông ấy đã lừa được bao nhiêu người rồi? Dạ cũng nói chung rất là nhiều rồi. Thì em anh nói vậy có đúng không đây? Dạ đúng, thật thì thông tin là em đã có còn một thêm một người bị hại nữa. Lại mới thêm bị hại nữa? Dạ. Vậy ông tướng này là ông ấy chuyên lái máy bay à? Không biết là cái lấy máy bay hay là cái gì nhưng mà nó đã phá hạnh phúc đổ vỡ. Nhưng mà khi nào anh phát hiện được? Dạ em phát hiện lúc trước là một tháng trước là em đã cảnh bắt quả tang luôn. Không có, em không có bắt quả tang nhưng mà hai đứa nó phủ nhận với em. Ui giời ơi, đó là em đã cúi đầu nhận tội luôn. Dạ thành khẩn khai báo ấy là em đã tha thứ cho một lần đó rồi. Rồi thế là tại trong nhà nghỉ à, nhà của mình hay là sao? Nói chung là nó chở đi nhưng mà bây giờ em về thì em không bắt gặp được nó chở đi. Rồi nó nói nó ban đầu thì nó chối quanh chối co là nó không có. Rồi sau này á em nói là em làm quá nó có chở đi mà nó chở đi kiếm việc làm. Ồ. Thế về sau có thừa nhận là có vô khách sạn không? Không, em vẫn cãi. Vẫn đó cái vụ đó là nó vẫn cãi nhưng sao mà mình không vào đưa vào để kiểm tra?
Nhưng mà bây giờ á, thì em thì cũng nói chung là không phải là thằng một thằng đàn ông không biết tình nghĩa với vợ chồng. Em chỉ mong cho nó sớm quay về để cho nó lo cho con nó. Mà từ trước giờ anh sống với vợ được tổng cộng mười mấy năm anh? 12 năm. Năm này năm thứ 13. Năm thứ 13. Đúng là không may mắn nhỉ. Trước thì anh có đánh vợ bao giờ không? Không bao giờ, nhưng mà thời gian em phát hiện nó làm cái qua lại vậy đó, rồi Anh nhắn đánh. tin đòi vậy đó. Em có lúc trước là em có cảnh cáo, em tát nó 2 tay, rồi sau này bữa mùng 7 Tết nó có nhắn tin qua lại rồi điện thoại rồi nó giấu em, thì em tức quá. Rồi với lại phần mấy bà con hàng xóm láng giềng với lại những người mà người ta biết cái thông tin đó, người ta cũng nói, nên em tức quá thì em giờ em hỏi nó nói là không có, nhưng mà thật sự ra là nó đã có rồi, nên em có đánh nó. Đánh mấy cái nữa? Nói chung là có đánh 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 nhiều tay không? đánh chân thôi chứ Đánh không có nhiều đánh không? vô người. Xong đánh vào đánh này anh Trần à? Đánh bằng cây à? Không, đánh tay thôi, Thế là vợ có xin không? nó không có xin gì hết, nhưng mà nó cũng không có biết hối hận. Rồi cái Ôi, đêm đó sáng mùng 8 Tết là nó bỏ không nó ăn đi. năn hối cải luôn. Dạ đúng rồi, rồi lại bị dính cái đó làm sao nó ăn hối cải được. Ôi, Nhưng mà dính sau này nó bị dính dính cái nó đó là cái gì? dính bùa đó, Bùa đâu anh? không biết cái thằng này nó làm Ôi, bùa ông này ông đánh bùa cây ai rồi? không có đánh bùa thật luôn. Bùa thật luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy không? Nhưng nói chung là thì mình cái đó tâm linh thì mình sao mình thấy được. Rồi thế là vợ anh bỏ nhà đi theo một người đàn ông lâu chưa? Dạ mới 1 tháng mấy này thôi. Thế còn người đàn ông ấy, người ta đi lâu chưa? Người ta trả phòng cho anh trả nhà lâu chưa? Dạ lâu rồi. Xong đi trước. Ông cũng nó cũng muốn gần ở đó luôn để nó chờ con này, để nó dắt con này đi mà. Ui, dắt đi luôn. Ừ. Người đàn ông ấy có Rồi tài. nó đang nó nói nó nhắn tin là nó nói là em có đi không, quyết định đi. Nhắn tin ở đâu? Nhắn tin trong điện thoại nè, mà cái điện thoại đó em xóa rồi. Sao anh lại biết mà sao lại nhắn cho anh à? Không, nhắn vô cái điện thoại của vợ, Sao anh tìm được? để cái điện thoại của vợ giờ em đang giữ nhưng mà em quên em đã xóa. Ôi trời ơi, khổ quá. Thế mình được mấy người con rồi anh? Dạ một Bé này là trai hả? Dạ Mấy tuổi rồi anh? Dạ 6 tuổi. Đi học chưa? Đi học lớp 1 rồi. Học một. Anh cho con anh ngồi gần anh đi để cho các cô Lên chú đây anh ngồi chị con, thấy. lên Để cho đây mẹ ngồi, thấy. Để cho mẹ thấy. để cho mẹ thấy nè. Mẹ thấy mẹ mới về. À, thì em cũng nói chung là cũng bây giờ em cũng tha thứ cho nó tất hết tất cả, em giao hết nhà cửa sẽ tất cả tài sản của em giao lại hết cho nó để nó nuôi Ôi, con nó thôi. cái nhà là mình nhà của mình luôn hả? Dạ Cái nhà nhà đây hai bàn tay trắng thì có 2 vợ chồng làm nên, dựng thì lên bây cơ giờ đồ dạ giỏi đấy. Cái nhà và đất bây giờ bán, nếu bán bây giờ khoảng nhiêu tiền anh? nói chung thì nó cũng không có bao nhiêu đâu, Khoảng được nhiêu khoảng tầm vài trăm thôi. 500 không? Nó điện tới đây. Ai ai điện mở ra ngoài nghe đi. À, không, cái này số khác rồi. À số khác tắt đi anh. Thế là khoảng được 500 không? Cũng cái tầm đó. 500. Thế bây giờ bán thì mình sẽ ở đâu? Mình cho vợ thì mình sẽ ở đâu? Thì em cũng đi chỗ khác em gây dựng lại. Mình lại gây dựng lại. Dạ. Lại lấy vợ khác. Không Ở một mình luôn. Dạ. Ui giời ơi, này là khổ đấy anh ơi. Anh là 49 hả? 49 50. Nghe khổ nhỉ. Mình sao mình không chia ra mà mình chia đôi ra đi. Cho nó để nó nuôi con. Liệu có nuôi không hay nuôi người khác? Người ta phải làm giấy tờ đàng hoàng chứ. Ôi giấy tờ này, nay mai là bút xa gà chết, nhưng mà bây giờ nhưng mà Mình nay mai làm giấy này. tờ là không có phải chuyển nhượng cho 2 phần cho con nó. Thế thì xe bán thì cho 2 phần, còn cầm 1 phần này cho ông khác thôi. Không, để cho nó nuôi con nó tới. Sao mình không nuôi? Tại vì nuôi thì bây giờ mẹ nó phải hơn cha chứ. Chắc không đấy. Anh nghĩ như vậy là cũng tốt đấy, nhưng mà sợ lại có chắc không. Bây giờ Không. anh cho em hỏi này, vợ anh đi chuyến cuối cùng này là bao nhiêu ngày rồi? Dạ nói chung là 1 tháng mấy ngày rồi, Đi thùng mỏng mấy Tết? dạ mùng 8 Tết. Ôi giời, tháng mấy rồi? Trước đây vợ anh đã từng bỏ nhà đi mấy lần rồi? Dạ chưa. Ồ. Anh đi làm là thường thường anh đi công trình hay là anh ở nhà làm gần nhà? Nói chung thì có công trình, có lúc có xa có gần. Xa mấy ngày anh về thăm vợ một lần? Không, xa xa thì 5 giờ sáng đi là 6 giờ tối về. Ngày nào cũng vậy. Đúng rồi. Có hôm nào anh đi xa vợ vài ngày không? Dạ không, không có cái từ lúc 2 vợ chồng lấy với anh nhau tới giờ là anh ít hiện nay không. là em nhìn anh thì nói thật là thân hình anh cũng rất gầy gò, Đúng rồi, xuống nó 10 kg xuống 10 ký. Ui giời ơi, thế trước anh bao nhiêu ký?
Dạ lúc trước gần 60. Bây giờ còn nhiêu anh? Còn 46 kg. Bây giờ xuống mười mấy ký. Trời ơi, đúng là em nhìn em đoán anh 42, 43, mà 46 là vẫn chắc thịt đấy. Giờ tướng ông yếu thế này à. Ông tướng kia thì to lắm, ông tướng kia bự con lắm anh ạ. Lúc trước thì nói chung là cũng đâu có ốm đâu, tại nó đi dở đi nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Lại chú đi. Vậy bây giờ anh phải cố gắng ăn uống đầy đủ lên, mình phải đẹp lão lên tí nữa, đẹp dai lên. Nay mai mình nếu mà vợ không về mình lấy vợ khác được không anh? Nói chung có bây giờ thì cũng có rồi đó, nhưng mà không thích, tại vì mình nếu để lấy là bây giờ cũng có. Vẫn có. Nhưng mình không thích. Đúng rồi. Ê, khổ quá, nhưng mà khổ con đó ha. Đúng rồi, ta suy nghĩ tới nhỏ là không có muốn. Chứ không, vợ anh ấy là từ hôm đi đến giờ phút này vợ anh có gọi điện nhà thăm con không? Nói chung thì lúc trước thì mới đi thì nó gọi thường. Còn gọi gọi cho ai? Gọi cho anh với lại. Thế anh có hỏi vợ là em đang đi đâu? Có, nhưng mà nó nói nó lúc ban đầu nó đi nó nói nó gạt, là nó nói nó đi hóc môn rồi đi chỉ chỗ đi đi tìm muốn chết luôn cũng không được. Sau này mới biết là thật sự có người chỉ là nó đang ở Bình Dương. Đang ở Bình Dương? Ngay khu Mỹ Phước 2. Rồi, Mỹ Phước 2 anh em khoanh vùng. Ngay chợ Mỹ Phước 2. Được, cái này đơn giản rồi. Rồi được rồi, bây giờ anh cho mình hỏi thế này nhé. Vợ anh đi hôm đó có đem theo tiền bạc đi không? Dạ không, nó đi, tại vì hôm đó nó trốn, nó đi đi người không thôi. Trốn ngày hay trốn đêm? Dạ trốn lúc 4 giờ sáng. Ui giời ơi, sáng sớm luôn hả? Dạ. Ui giời. Tại bữa đó là đánh nó rồi nên bữa đánh hôm trước rồi. Đánh bữa mùng 7 rồi mà sáng mùng 8 rồi. À, đánh mùng 7 Tết. Nào sáng mùng 8 nó luôn. Nó không có nghe. Bây giờ mình đánh vợ có đau không? Có khóc không? Khóc chứ. Khóc nhiều không anh? Không, anh khóc chứ nó thì mình khóc. Nó... Mình đánh vợ mình khóc. Đúng. Kỳ ấy. Tại từ xưa tới giờ ở với nó mười mấy năm có đánh nó đâu. Tội nha, anh là yêu vợ quá. Khổ. Trước đây anh làm đi một tháng được tiền anh về có đưa hết cho vợ không? Có, được hết luôn, không có giữ đồng nào. Thế vợ liệu xài, theo như anh nghĩ là vợ bây giờ xài hết tiền đấy chưa? Nên nói chung thì đưa nó từng nào thì hết từng đó thôi, chứ nó không có bao giờ nó biết giữ tiền đâu. Tiền lúc trước là mình giữ lại là do mới đầu thì mình phải giữ lại để mình xây dựng cơ đồ của mình lên. Thì còn giờ là cứ làm như đưa hết? Đúng rồi. Thế giờ anh còn tiền không? Nói chung giờ hết. Đấy chưa? Đàn ông tin vợ mà giao hết tiền bạc cho vợ đến giờ phút này đúng còn cái lịt. Thế là nhà đất của anh là có sổ đỏ không? Nói chung thì hay viết tay? Viết tờ tay. Ồ, sổ đỏ là bây giờ là anh không còn đâu. May mắn cho anh đấy. Không có này người khác. Ai gọi đây? Không có mời người quen. Tắt đi, chốc gọi lại. Nó đang bận. Khổ quá. Anh công việc cụ thể là công việc gì? Công việc chính ấy. Công việc chính của anh là thợ thợ hay thầu? Thợ sửa nước. Thợ vừa làm thầu luôn. Vừa thợ vừa thầu sửa nước luôn. Anh có biết xây dựng không? Nói chung là ngày xây dựng cũng nằm trong tay. Ồ vậy giỏi, anh rất giỏi, đa tài đấy. Nhưng mà vợ là không biết thương. Mà bên vợ rất là thương. Vợ lại thương anh. Bên vợ rất là quý. Em nói thật, anh nói anh cho thông cảm này. Nhìn anh thì tướng mạo thì nói thật là chắc không đẹp trai bằng ông tướng kia đâu. Nhưng mà anh lại có tài hơn, chịu khó hơn, thương vợ hơn, biết kiếm tiền và được nhiều người quý mến. Đúng không ạ? Sao mình không sinh thêm bé nữa để cho vợ xấu hơn tí nữa, vợ không đi? Nói chung là còn giờ cũng còn chật vật lắm, chưa có muốn đâu. Mình có nhà, có công việc mà tại sao bây giờ em đang thắc mắc là tại sao mà anh ở với vợ mười mấy năm qua mà anh không cho vợ đi làm gì hết hả? Không. Tại sao vợ anh không muốn đi làm hay anh không cho? Không cho, tại vì thấy nó khổ nhiều rồi. Bây giờ bị nhỏ tới lớn. Nhưng mà đôi khi phụ nữ người ta lại không thích cái cuộc ràng buộc anh ạ. Người ta muốn đi kiếm tiền. Đâu, cũng để cho nó thoải mái mà. Đâu có phải là... Tiền một tháng, nếu như một tháng trung bình anh đưa vợ bao nhiêu? Khoảng tầm 12 triệu. Một tháng? Mà hiện nay là con anh đi gửi trẻ hay nhà? Đi học. Học một tháng mấy triệu? Một năm đóng học lần một có mấy triệu. Ồ, thế thì gần như là vợ anh xài hết. Thế là ăn uống sung sướng, ăn uống sao hết tiền được. Anh ở nhà luôn, có nhà hay là thuê trọ? Có nhà cửa đàng hoàng. Thế thì em nói thật, anh là xài một tháng không thể hết mười mấy triệu được. Đúng không? Sáng đi tối về. Vợ anh ở nhà chưa ăn cơm một mình. Đúng không? Có khi làm gần nhà thì sáng đi chưa về. Nhưng mà cứ cho là ngày ăn ba bữa thì cũng không hết tiền được. Đúng không? Nó xài, nó sắm sửa quần áo, mua đồ đạc. Vợ anh ăn mặc đẹp không?
nói chung là cũng nhiều lắm. Ôi giời ơi, chắc là ship hàng online hả? Không, mua hàng chợ. Mua ngoài chợ, mua shop luôn. Không, vợ anh gần đây là có đánh phấn bôi kem hay trang điểm hay ăn mặc đẹp không? Cái đó là có. Đẹp không? Nó mười mấy năm nay là có cái đó có. Vẫn như thế. Trước vợ anh ở quê có khó không? Khó. Khó mà vào đây giờ lại một phút một lên tiên luôn hả? Sướng luôn, thay đổi cuộc đời luôn. Ông chồng thì thương vợ quá. Bây giờ nếu nói chung ra thì cả cái xóm đó với lại cái xã đó nếu cũng muốn như nó mà không có được. Không ai được đúng không? Vợ anh là người vinh hạnh nhất đúng không? Được chồng chiều, chồng yêu. Mà mình có nhậu nhẹt say xỉn bê tha bao giờ không? Không, không. Đấy. Cờ bạc không có, không chơi gì luôn, gái gú không luôn, không gái luôn. Ừ. Ôi trời ơi, chịu khó rồi anh nha. Tất cả buông xuống rồi để vì vợ vì con. Tối về anh có thấy vợ nhắn tin cho ai đó không? Thì lúc 2 tháng trước thì không có đâu. Ừ. Nhưng mà cỡ 2 tháng sau này là có. Vậy là vợ anh theo anh nghĩ là vợ anh đi theo mấy người đàn ông khác bao nhiêu thời gian rồi? Dạ, một tháng mấy ngày. Tháng mấy ngày. Còn trước đây là hoàn toàn không có. Không có. Anh cho hỏi một cái câu chuyện tế nhị là hai vợ chồng anh ấy trước đây cũng như bây giờ. Trước đây hai vợ chồng anh tối có ngủ chung không? Có. Mình có hoạt động cách mạng không? Kìa có. Tất đều cả đều không? Đều. Tháng anh gần vợ mấy lần? Nói chung là thì thường thường á. Thường thì ngày xưa thì nó tầng cấp khoảng 1 năm gì trước á thì đều. Ngày nào vậy? Trung tầm từng thì 2-3 lần vậy thôi. À, cách nhật ha. Thế còn bây giờ? Mới đây? Mới đây thì trung tháng có khi 2-3 lần. Sao kỳ vậy? Thì hôn người giữ sức khỏe đi, đi nhưng làm. Nhưng mà vợ có đồng ý không? Đồng ý. Nhưng mà vợ đồng ý, nhưng mà vợ đồng ý là đồng ý kiểu sao? Vui hay không vui? Nó vui, không vui là trong cái thầm nó anh không cảm nhận được à? Mình nhìn ra, mình nhìn nhận ra thì thấy nó khác khác đúng không? Khác khác. Đấy, thế tới 2 tháng này trước là thấy nó khác. 2 tháng này là cấm cửa luôn. Mới đây gần nhất này, hôm mùng 6, mùng 7 Tết vừa rồi còn được không? Nói chung là không. Tại vì vì sức khỏe với lại em nhìn anh còn khỏe mà. Đúng rồi. Cũng phải hay là mình yếu chuyện đó? Không không, rất là mạnh nha. Mạnh hả? Mạnh mà sao lại vợ lại đi? Đấy. Em đang thắc mắc tại sao vợ anh đi nè. Nó bị dính bả mà sao. Dính bả đúng không? Bả này là bả, này là bả nặng ký này. Ông tướng thì chắc phải 70 kg đấy. Không thì nói chung là thì 2-3 người bị nên người ta cũng tới nhà người ta tìm mình để người ta cũng chia sẻ câu chuyện như thế. Chia sẻ vậy để mày ông này ông ấy có bài rồi. Chứ đâu phải riêng một mình vợ bị đó. Thế là mấy bà kia giờ đâu hết rồi, về mấy chồng chưa? Nói chung là cũng về nhưng mà gia đình ta cũng tan nát. Ôi tan nát luôn. Ừ. Mình là lát tan. Thì ngồi đàng hoàng. Ngồi chú kiếm mẹ cho con. Ngồi cho con cho chú hỏi là con tên gì? Con tên gì? Nói. Chú kiếm mẹ cho con nhé. Con muốn kiếm mẹ không? Đó. Muốn thì con hỏi chú nghe chú mẹ, hỏi. Mẹ đang nói chuyện này. Con tên gì? Con tên gì? Con kiếm mẹ hả? Con tên gì? Con tên mẹ. Con tên Tường. Con có nhớ mẹ không? Nhớ. Mẹ đi đâu rồi con? Mẹ đi đâu? Đâu? Mẹ con đi trốn của chú rồi. Trốn chú nào đây? Chú tên gì? Không mà. Không biết tên chú hả? Chú đó tên gì? Chú tên Tường mà. Chú Tường luôn hả? Chú Gàng. Hả? Chú tên gì? Chú tên gì? Chú tên Gàng. Chú Gàng hả? Ờ chú Gàng về chú Gàng mặt ra luôn. Giờ con muốn về ngủ. Hả? Rồi từ từ là uống nước đi. Uống nước hả? Rồi con lấy uống nước uống đi. Uống đi con. Uống đi chú kiếm mẹ cho. Con phải ngoan. Thì hôm nay thì em cũng lên đây xin nhờ đội sĩ Nguyễn Thành Hải giúp giùm em để cái kiếm vợ em về để đoàn tụ với lại con với lại gia đình. Trước tiên thì em cũng gửi lời chào sức khỏe đến tất cả mấy anh trong đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải. Dạ. Và rất cảm ơn anh mấy anh rất là nhiều. Dạ. Anh trong hỏi này, đến giờ phút này anh biết rằng vợ mình chính thức đi theo người đàn ông gọi là chân rưỡi. Anh còn thương vợ không? Còn. Vẫn thương, thật lòng còn thương. Vợ anh nhớ thật nhìn cũng rất dễ thương đấy. Vợ anh trước đây có bao giờ chia sẻ với anh nhà anh không sống tốt, hoặc anh không đưa tiền cho tôi đều, tôi sẽ theo người khác không? Không có. Có bao giờ vợ anh than là sau tháng này ít tiền không? Không. Không than cái gì hết. Không than. Tại nó biết mình làm bao nhiêu. Vợ anh có bao giờ anh đi làm về mệt, vợ anh đã đấm bóp cho anh hay là pha nước hay là mua cái gì cho anh ăn ngon không? Bồi bổ không? Cái đó là có nhưng mà cái đấm bóp thì không có. Không có. Vợ anh có nhổ tóc trắng, tóc đen, tóc sâu gì không? Thường luôn. Ôi thường luôn, vậy là rất tình cảm đấy. Vậy là vợ, chính trò là vợ anh cũng yêu anh đấy.
rất là thương, tại vì có nó bị cái đó mà mình cũng không có trách nó đâu. Mà bây giờ em đang tìm hiểu cái đó là cái gì nên mới đề tài đây này. Đó là cái bùa yêu. Bùa yêu. Bùa này là bùa tất chắc về hai tất rồi. Đó. Cây hai hai tất. Cái này là nó bị dính thật sự luôn, tại vì nó nhiều người ta lại người ta cũng than phiền. Thì đa phần ông này ông giỏi, ông có võ. Anh giỏi gì nó có được cái gì đâu. Không có võ đấy anh ạ. Người ta có nghệ thuật. Nghệ thuật yêu đấy. Nó đi nó còn thách thức mình, nó đố mày tìm ra được. Ôi tao. Ôi giời ơi, đố mày tìm được tao. Ừ. Nếu như bây giờ tìm được anh sẽ nói điều gì? Nếu như mà đội anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được trước thì em cảm ơn và em cũng mong cho cơ quan làm việc với nó trước. Ừ. Rồi nếu mà nhưng mà em tìm trước là cái vấn đề đó nó khác. Anh tìm được anh sẽ làm gì? Thì cái vấn đề đó tính sao? Thì cái vụ này thì nói chung ra thì em cũng phải bản lĩnh đấy. Em nhìn cặp mắt của anh em biết là bản lĩnh đấy. Biết rồi, nói vậy em hiểu rồi. Anh cho hỏi này, nếu như thực sự bây giờ anh em tìm được ra mà vợ em nói là, vợ của anh bây giờ nói là tôi giờ tôi thương ông què rồi, tôi không yêu anh nữa, anh sẽ nói điều gì? Thì nói chung là em cũng khuyên cho nó về với con của nó, để cho nó nuôi con của nó, cho nó nên người thôi. Còn đến khi anh phát hiện được vợ đến khi anh phát hiện được cái người đàn ông mà cái ông què này ông thuê nhà mình, ông lừa cả vợ mình luôn, anh có ân hận không? Anh có buồn không? Buồn. Mình ân hận đúng không? Lấy được tất cả là tổng cộng 2 tháng được 2 triệu bạc mất vợ luôn. Đúng không? Bao nhiêu công gây dựng của mình mấy chục năm qua đổ sông xuống biển hết. Anh thấy đau lớn không? Đau chứ. Hàng đêm từ hôm vợ đi nhà anh có làm suy nghĩ tại sao mình cho cái ông này ông thuê nhà mình để cuối cùng là ông lừa vợ mình đi không? Có chứ. Nhưng mà trước đây cái thời đau điểm rất là nhiều. Trước đây cái thời điểm ông còn đang thuê nhà của anh ấy, thì hàng đêm vợ anh hoặc là anh bắt chợt anh thấy được người đàn ông đó thủ thỉ nói chuyện với vợ anh không? Không, nói chung ra thì bà con lối xóm là thấy thì nhiều. À, còn anh không thấy. Anh đi cả ngày rồi. Đi cả ngày không thấy. Mà cái người ta thuê nhà anh là khoảng bao nhiêu thời gian rồi anh? Dạ 2 tháng. Không, em biết là 2 tháng nhưng mà ý em đang hỏi là lâu chưa? Dạ, mới đây thôi. À mới cách... đây xong là vợ anh đi luôn đấy. Dạ đúng rồi, cách nay 2 tháng mấy thôi. Ông tướng này ông nói chuyện có ngọt ngào không anh? Nói chung là nói chuyện ngọt. Ôi đấy, nhưng mà anh nếu mà để mà em chưa nói là ai giỏi nhưng mà em để mà nói chuyện ấy, anh nói chuyện ngọt bằng người ta không? Nói chung thì 9-10 thôi chứ không ai nói chuyện ngay cái chung, nói chung là cái đạo đức thôi chứ còn không. Em đang nói chuyện là ngọt. Ngọt thì 9-10 ông ấy 10 anh 9 đúng đó. Vậy là anh khi nào anh phải thắng thế là anh phải 10/10 đó thì vợ sẽ không đi. Nhưng bây giờ này, nói chung là vợ anh là dính ông này, ông nói chuyện ngọt mới đầu thì cứ thủ thì chị em đúng không? Đúng nhưng vợ anh đầu tiên là gọi người ta bằng anh em, bằng bạn. Nói chung là gọi cũng bằng anh thôi, tại vì nó cũng bằng tuổi. Bằng tuổi là bằng anh là không thôi. Ông mới ban đầu mới gặp á thì nó cũng anh cũng tướng, anh thôi. Ông tướng què này ông tính cướp. Thì giờ thì phụ nữ mà ai thì cũng vậy thôi, thì phép lịch sự thì cũng phải gọi thôi. Ông tướng này ông thuê nhà ông cứ hốt bà chủ luôn, đúng bà chủ đẹp gái quá mà. Mà ông hăm dọa cả ông chủ luôn à? Hăm dọa anh luôn. Nói, nếu để mà mày giờ cả đời mày cũng không có nói chuyện được với con linh mà cũng không có tìm được con linh. Tại vì cái lúc đó thì em có linh em đã dạy nó một lần rồi. Anh dạy bài học rồi. Quánh rồi. Mấy đòn anh tung cước luôn. Nói chung là cũng bầm dập. Bầm dập luôn. Ừ, nhưng mà nó cũng không... Anh đánh tại đâu? Ngay cái đó là chẳng bàn. Chẳng bàn tôi đi. Ừ. Sao anh tìm được? Dạ có người cho hay. Có người cho hay sang đây mà bập luôn. Bập tay đôi là anh có lại không? Không, nói chung quýnh tay đôi thì nó quýnh không lại đâu. Nhưng mà bây giờ có hai người bạn của anh. Dạ. À đi chung. Đi chung. Là họ hộ tống. Dạ nói chung. Thế là chắc ăn rồi, cùng fan rồi. Dạ. Nếu mà để vặt tay thì bây giờ anh thắng không? Dạ thắng. Em thấy tay nhưng mà tại vì mình em nói chung là em hứa với vợ là em không có đụng chạm gì tới nó với vợ hết. Thì em không bao giờ đụng. Nhưng mà sao hôm đó mình bập nó? Không có không đụng luôn. Ai đánh? Hai cho hai bạn đánh. À hai bạn là om giềng đúng không? Làm việc nên em không có đụng tới. Hôm nay bầm dập có về được không? Nói chung là nó cũng đi được á. Đi được. Ông tướng có xin tha không? Cái cây nó cái cây. Có xin không? Không, nó nói với lại hai bạn nó nói hứa. Không có hứa gì vậy, nó nói rồi tôi nói ông sao rồi sao ông cho người lại đánh tôi. À. Nó mày hứa nhưng mà mày không mày biết chỗ làm, mày ở với vợ tao mà mày không có chỉ với chỗ làm để cho vợ tao để cho con tao nó lên tao yêu cầu mày chỉ cho nó gặp mặt
con nó một lần mày không cho. Mày không, mày biết chỗ mày không chỉ, mày cứ chỉ tao lanh quanh. Mày gạt tao hết lần này tới lần khác, buộc lòng tao phải cho người chú bính mày thôi. Nhưng tao hứa với mày á, tao hứa với con Linh á, tao không có bính nó mày. Là tao không có đụng tới. Còn mày có vấn đề gì tao cũng không đụng tới. Nhưng mà khi tao đã đụng tới mày rồi á, tao không bao giờ tao còn tha thứ cho mày. Quả lát như tương bẩn luôn đấy. Dạ. Bây giờ anh hay gọi tên vợ anh đi. Em yêu ơi, em còn thương anh không? Nếu thương anh, thương con thì em hãy về với anh với các con đi. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm. Nói đi anh. Nói to lên để cho vợ anh. Thì hôm nay thì anh lên đây cũng nhờ anh Nguyễn Thanh Hải giúp. Thì bây giờ anh xin nói thật với em, trong lòng anh á còn thương em nhiều lắm, anh sẽ tha thứ cho em tất cả để em quay về em làm lại từ đầu với con. Anh chỉ mong em suy nghĩ lại vậy thôi. Xin cảm ơn. Thực sự là anh vẫn mong muốn tha thứ cho vợ, cho vợ một cơ hội. Nhưng mà cơ hội này liệu cơ hội cuối cùng cho vợ anh chưa? Dạ. Nhưng mà nay mai vợ anh mà quay về mà đi tiếp thì sao đây anh? Lúc đó thì tự cuộc đời nó tự nó giải quyết lấy, không còn có cơ hội nữa. Lúc đó là anh không có không còn tha thứ nữa. Không tha thứ nữa. Nhưng mà anh hãy suy nghĩ lại, đất đai, nhà cửa, tài sản thì mình hãy giữ lại anh ạ. Nhé. Dù gì cũng là công sức mình bỏ ra cũng rất nhiều năm qua rồi. Đồng ý là anh cũng ý tốt để cho vợ, để vợ lấy tài sản đó nuôi con. Nhưng vì một lý do nào đó mà người đàn ông khác người ta để dỗ khéo, dụ khéo. Người ta bảo bây giờ bán cái căn nhà đi, anh sẽ mua cho em căn nhà to hơn, đẹp hơn để em nuôi con. Là vợ anh sẽ dính bả và bán đi rồi là không mà mua lại. Đó. Chắc anh hiểu ý em ha. Anh hiểu ý em nha. Rồi bây giờ anh còn muốn chia sẻ điều gì trên video này? Em thấy cái cuộc trò chuyện của anh ấy, thực sự là anh nói chuyện rất thật. Anh nhìn em là, nhìn anh là một con người và nó là thuận lông, gọi là chân chất. Nói chuyện rất chân tình. Thì thôi bây giờ, thôi thì video tới đây thôi. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video này, video này. Và xin hãy giúp cho tôi với là con, mong mau tìm được mẹ nó, cho mẹ nó sớm quay về. Ê, khổ quá rồi. Vậy xong gì vậy, xong gì? Bây giờ thực sự là bây giờ anh một mình anh, liệu anh khả năng nuôi con anh được không? Nói chung thì dư luôn. Nhưng mà mấy ngày nay từ hôm Tết giờ phút này anh gửi con anh ở đâu? Đi học, ở dẫn ở nhà bình thường. Đó. Sáng đưa đi, tối đưa về. Sáng đưa đi, chưa rước về, chưa đưa đi, chiều rước về. Nói chung là cũng mất rất nhiều công. Trước đây có vợ thì vợ đưa đi đưa về. Mà nói thật với anh là em khuyên anh là mà vợ về mình cho vợ đi làm công việc thì nó đi. Đừng chiều vợ quá anh ạ, để cho vợ gánh bớt một gánh nặng cho mình. Hai vợ chồng tập trung kiếm tiền anh ạ. Bây giờ anh còn khỏe, một ngày nào đó anh yếu đi thì sẽ sao đây? Lúc đó tính. Lúc đó tính hả? Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cha con anh. Và đó là để về đây chia sẻ cái câu chuyện là tìm vợ. Chúc anh và cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe anh nhé. Yeah. Thực sự cái câu chuyện của anh là hết thương, tội lắm. Chào chào tất cả. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh đến tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ, cảm ơn anh nhé. Chúc cha con anh thượng lộ bình an. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện là một anh trai hôm nay dắt thêm một đứa trẻ về đây rất nhỏ, rất tội. Hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức chị gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh trai chia sẻ một cái câu chuyện là cho người ta ở nhờ, ở mướn, và trong cái thời gian ở mướn thì ông chồng đi làm và vợ thì ở nhà ăn không, và người đàn ông đó người ta dù gì chẳng biết là vợ mình mê mội lúc nào không biết, đến giờ phút này là vợ bỏ đi theo người đàn ông đó luôn. Đó là câu chuyện này cũng là một cái bài học cho tất cả các anh trai, các chị gái, thậm chí các gia đình. Mình cho ai mướn là mình phải nhìn người, chứ không phải ai mình cũng cho mướn được. Tiền lấy được của người ta chẳng là bao nhiêu đến khi mà mất cả vợ. Đó, đến giờ phút này là ông tướng là ông thuê nhà mà ông hốt bà chủ luôn. Cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.